Nếu như chúng ta không quyết định được, chúng ta sẽ đánh mất đi cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không quyết định được, chúng ta sẽ sống như không sống. Hôm nay ông hỏi những câu hỏi mà tôi biết rằng là một vài năm nữa là ông sẽ lớn kinh khủng đấy. Hỏi nghe không? Ai quyết định sẽ cứu con trai cho hai đứa? Dạ thẳng tay, thẳng tay nào. Trọng nam khinh nữ đúng không? Ai quyết định cứu gái? Đây là những người mong muốn có con gái nè, có công chúa cho mình nè. Ok, nghe không nghe anh chị? Ai bảo khó quá không quyết định được? Nhưng mà cuộc đời này bắt chúng ta phải quyết định nha anh chị. Bắt chúng ta phải quyết định. Quay trở lại một chút nè. Cái gì Covid ở trên thế giới đó, nó đang còn. Nếu nó giả sử như vậy thì như thế nào đúng không? Chúng ta đã rất nỗ lực để chúng ta cố gắng cuộc sống tốt hơn. Không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào cả. Không ai biết được ngày hôm nay đang ngồi đây vui vẻ cùng anh em này, đang chơi với những người đồng nghiệp này, chơi với lãnh đạo này, vui như vậy. Nhưng ngày mai ra sao không ai biết được. Chúng ta đang nỗ lực để phục vụ khách hàng tốt hơn. Chúng ta đang nỗ lực để mang lại giá trị tốt hơn. Chúng ta đang nỗ lực cái mục tiêu của mình. Thì có nhiều người không quyết định được, vẫn xa cú đu. Sao cũng được, sếp ơi sao cũng được. Sếp đã làm thì làm, với em cũng không biết sao cũng được. Nếu như chúng ta không quyết định được, chúng ta sẽ đánh mất đi cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không quyết định được, chúng ta sẽ sống như không sống. Quyết định rằng mình cần phải nỗ lực, quyết định rằng mình cần phải kiên trì, quyết định rằng mình cần phải khốn khó, quyết định rằng mình cần phải tạo ra cái giá trị gì trước khi mà mình bỏ cái nơi này đi. Quyết định rằng 8 tiếng của tôi là 8 tiếng có giá trị, không phải 8 tiếng lên đó để chấm công, để rồi để tháng nhận 5 triệu, 6 triệu đầu tư. Tôi biết khách hàng bây giờ khó, nhưng tôi phải nỗ lực, tôi phải kiên trì, tôi phải luôn liên tục sáng tạo. Bởi vì sao? Ngoài kia vẫn có người bán được, vẫn có người đăng ký được thu nhập, còn tôi thì chưa, chưa chứ không phải là không. Tôi quyết định rằng chưa chứ không phải là không. Hôm nay tôi chưa làm được, ngày mai tôi sẽ phải nỗ lực hơn. Ngày mai tôi chưa làm được, ngày kia tôi phải nỗ lực hơn. Ngày kia tôi còn chưa làm được, tôi phải nỗ lực hơn. Chứ không phải sao cũng được, kệ nó, thị trường như vậy, chấp nhận như thế. Ba, nói về mục tiêu, nói về đam mê, xa xỉ, xa xỉ, không quan tâm. Hãy hỏi thử xem, cái gì đang cháy thực sự ở trong chúng ta, cái gì đang thôi thúc chúng ta, cái gì đang làm chúng ta phải thức dậy mỗi ngày, cái gì đang làm chúng ta phải làm thức khuya hơn mỗi ngày. Cái điều gì vậy? Cái điều gì bắt chúng ta phải quyết định và lựa chọn vậy? Phải ông sếp hay mấy ông sếp đi kia? Phải mấy người sếp đi kia? Hả? Cái điều gì quyết định các anh chị, bắt các anh chị phải ra quyết định mỗi ngày vậy? Phải tại họ trả lương, họ ép chúng ta làm, chúng ta mới làm không? Và điều gì bắt các anh chị quyết định các anh chị đang đứng tại đây? Hãy xem kết quả. Chúng ta thức dậy đều phải quyết định và lựa chọn ngày hôm nay của mình sẽ làm được cái gì, ngày hôm nay của mình sẽ tạo ra giá trị gì. Nó không phải là quyết định lựa chọn đứa con trai hay là đồng tàu, nó không phải lựa chọn là cứu con gái hay cứu con trai, mà nó lựa chọn xem ngày hôm nay tôi tiếp tục lười biếng, ngày hôm nay tôi tiếp tục ù lì, ngày hôm nay tôi tiếp tục trì hoãn, hay ngày hôm nay tôi quyết định rằng ngay bây giờ trong căn phòng này tôi phải biết được tôi là ai, tôi phải biết được tôi sẽ tạo ra giá trị gì, tôi phải biết được tôi sẽ giúp đỡ ai, tôi phải biết được tôi phải kiên trì như thế nào, tôi phải biết được tên của tôi này, cái họ tên tôi đang mang này, nó có ý nghĩa gì?
tôi phải gánh vác cái gì trên đôi vai của tôi. Bao nhiêu sự kỳ vọng, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu niềm tin của bao nhiêu người mà tôi đang gánh trên đôi vai. Tôi quyết định ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi biết tôi là ai, tôi là có giá trị. Cảm ơn các bạn đã xem video của Lê Văn Cương và nhớ ấn subscribe kênh YouTube của Lê Văn Cương nha, để chúng ta có thể kết nối và trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau. Nhớ ấn cho hình quả chuông rung lên để mỗi khi Cương đăng video lên, bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên và là những người đầu tiên xem video của Cương, và chúng ta sẽ kết nối với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chạy vô!